Và các bạn đã trở lại với kênh Phong Xe Ban nha. Thì trời đang mưa rất là to. Đây, mưa rất là lớn các bạn. Và sau khi trời hết mưa thì mẹ mình sẽ đi bắt cua về để làm món cua nấu với canh rau dền các bạn. Rất là ngon. Vừa mưa lớn quá rồi. Bây giờ mình chờ hết mưa và mẹ mình sẽ đi bắt cua nha các bạn. Mẹ ơi, đâu vậy mẹ? Bắt cua. Đây ạ. Ồ, nước chảy rồi. Nước chảy này có cua, ủa cá nữa mẹ. Mẹ ơi, con thấy con cua nó bò nè mẹ ơi. Nè, 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 kìa, 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 nó bò xuống nước rồi kìa. Mày, mày á, cua. Cái chân, cái chân, cái chân. Mới mưa xong á mọi người là nắng lên cái cua rồi. Mẹ 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 trong bụi này con đó nè. Nè nè trong bụi nữa. Trong bụi nữa. Ở đâu rồi? Đi nè. Đâu đâu? Đi. Đâu? Cho con coi con cua ơi. Ui. Trời lúc mẹ ơi. Nó theo cái dòng nước chảy rồi mẹ. Đâu đâu đâu? Kìa kìa kìa. Đây lịch sử nha mọi người. Mấy chục năm ký ức rồi lại nha mọi người. Trời mưa mà ra đồng mà ở quê mình ở miền Tây á mọi người. Trời mưa mình đi ra đồng là bắt cua như này là nhớ quê dữ lắm luôn nha. Mà lúng gì nè mọi người. Lại gì nè. Ốc nè. Có ốc luôn hả mẹ? Ốc luôn. Nãy thấy ở cái đầu kia có cá gô gì vậy. Gì mẹ? Mà đâu mà. Móc hang hả mẹ? Mò theo đường mương mẹ bắt. Rồi. Mẹ con mình phát hiện ra ở đây quá trời rau dền luôn mọi người. Rau dền đồng nha. Trời cái đọt ngoài này nó non nó ngon. Thái gì vậy ha? Mà đâm mà nấu với canh cua ăn các bạn ơi, nó ngon dữ dằn. Trời mưa này nè. Non nè. Non quá non. Trời ơi cái cây đó nó non rồi mẹ.
dưa mẹ. Ồ, nó non trong luôn mọi người. Lạc dầu gừng rau dền. Nè mọi người. Nó non nè. Mọi người, bây giờ mình với mẹ mình đã về tới nhà rồi nha. Mọi người nhìn cái gỗ rau. Bao nhiêu cua? Trời ơi. Vậy là mình đã có một bữa ăn linh đình. Nấu cái gì thì các bạn đợi tập. Đợi xem đến cuối clip đi. Tập mấy rồi? Bây giờ tập 31, 31, 32. 32 thì mới giờ các bạn sẽ xem cái clip này là hấp dẫn dữ dằn luôn. Bây giờ mình sẽ rửa rau. Hai mẹ con mình đi vòng vòng và đồng chút xíu rồi. Ăn thịt quá bà theo mẹ con thôi nè. Trời ơi, rau nhìn hấp dẫn quá mẹ ơi. Ồ, nó non kìa. Bỏ vô bà cua. Ở quê mình đi ra đồng chút xíu rồi có rau sạch ăn liền luôn đó mẹ. Quá trời nó non luôn, với cỡ này mùa mưa nè, rau nó non dữ lắm con ơi. Hái con chút xíu mà rau sạch không phun thuốc trừ sâu luôn. Bây giờ mẹ mình vặt cua nha mọi người. Ủa, cái mua quăng được hết mẹ. Bây giờ ăn ai ăn gạch thì lấy gạch, mà mẹ chắc mẹ không ăn gạch được rồi. Rồi đó, bây giờ ăn cua mẹ không ăn gạch cua được. Gạch cua vô là chóng mặt ha. Xay móng ngà, ở quê mình hay gọi là xay móng ngà mọi người. Các bạn ơi, ở miền Tây mà trời mưa rồi thì là ra đồng là khỏi tốn tiền đồ ăn các bạn. Mẹ lạc cua chuyên nghiệp quá. Chào các bạn, hôm nay mình trở lại cái clip bên đây. Cái clip bên chặt quá các bạn ơi. Mình đã đâm cua xong, giờ mình sẽ được cầm cái bản phim. Chào các bạn.
Trời ơi, cua nó bắt về kìa. Các bạn ơi, bây giờ mình vớt cái này ra. Vớt về cua ra mình. Kho. Kho. Rồi cái nước đó mình lấy mình nấu canh. Chưa chưa nó canh miếng nè. Dạ, để mình nước mình để trên mặt. Đúng không? Dạ. Chắc hết mùa mưa nè, mình ăn cua giáp không quá nè. Rồi bây giờ không có để muối nữa mà mình để một miếng hạt nêm. Hạt nêm từ thịt thăn và xương ống. Rau dền đồng luôn nha mọi người. Một gần rau chứ không phải một vườn rau. Rau phải đưa vô nước sôi xịt lên cho nó xanh mướt mướt. Nấu chín quá nó cũng dài nữa nha các bạn. Mấy cái ca tiêu mẹ Kim ơi. Dạ. Yeah. Mình sẽ gắp vô một miếng tiêu. Mình để miếng này chút mình kho. Mình để mình quậy quậy lên nó gã chân. Xong. Rồi bắt đầu tới mình kho. Canh nãy mình nêm đường chưa mẹ? Đã có, không có canh không nêm đường. Có canh chua mới nêm đường, còn có canh không có nêm đường. Dạ. Vì gì lớn quá. Hãy
tiên mẹ kìa. Đây, gắp một miếng tiêu. Mình tặng cảnh cho cô ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ ca tô thôi. Ca tô thôi. Wow wow wow. Rồi cái mùi thơm nó bay. Cơm thôi nó cũng quá rồi. Wow, này cua ngon quá. Có thể bị nhỏ xíu đi. Thôi, chồng con nói thèm canh không chị ơi. Ngon quá. Nghèo tốt sức khỏe các bạn. Ngày bắt cô là ngày của mẹ. Rồi con gái nha. Thôi mình thì vừa chứ không hơi rồi nè. Chị ra đậm tử thùng thùng nghe thấy chưa. Cô nó bỏ trên bờ đêm. Đây là mình đêm. Hồi đó là ở trong hàng mình á, có cái thằng băng chấm á. Cái thằng băng chấm á. Thôi mà trời mưa chứ mưa rồi nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Các bạn nha. Ngồi.